Rồi, ok, hello anh em. À, chào mừng anh em đến với trực tiếp game. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5 năm 2018. À, trước tiên, trước khi sở stream và trước khi mà giới thiệu về tựa game mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi với nhau ấy, thì nói thật là tôi muốn hỏi anh em cái câu như này. Thật là tôi phải hỏi anh em một câu như này, anh em xem anh em trả lời cho tôi không nhá. Có nóng không? Em có nóng không? Nóng vãi cả đáy luôn mẹ. Tôi phải nói là từ coi như là đầu mùa hè đến bây giờ, đây là cái ngày nóng, có thể nói là nóng nhất nhì, nóng kinh khủng. Tôi đang ngồi trong coi như là bên cạnh cái lò nấu phở, cởi trần, mặc mỗi quần xịp, để coi như là đang livestream cho anh em. Riêng cái sức nóng từ cái cây máy tính nó bốc ra đã đủ khốn nạn rồi. Nóng vãi cả đáy. Các anh em trong Nam thì sướng bởi vì là các anh em đang mùa mưa. Tôi mới xem những tình thế sự thấy bảo là trong Nam là vừa mới bắt đầu mùa mưa xong, anh em sướng vãi lìn. Trong khi anh em ngoài Bắc bọn tôi thì nóng đéo chịu được, nóng vãi đái. Sao? Nóng như cái lò luôn. Không, trong Nam thì đang mùa mưa thì cũng đỡ. Anh em trong Nam đang mùa mưa thì nói chung là thời tiết nó mát mẻ. Chứ không như ngoài Bắc, không như ngoài Hà Nội đang coi như là bắt đầu vào cái ngày đầu hè. Những ngày này nếu chúng ta ở trong phòng mà chúng ta không có điều hòa, thật với anh em mà giống kiểu nhà tôi ấy, điều hòa đấy có ấy, có mỗi cái quạt, có quạt nan, quạt tay ấy, thật với anh em mà cực hình luôn. Cả năm chỉ mong đến mùa đông cho mát. Mùa đông thì ít ra là coi như là chăn ấm ấy không có đâu, mà ra ngoài kiếm mấy cái chiếu rách đắp lên nó cũng đỡ. Nhưng thật với anh em mùa hè thì cái chân cái chuông nó cũng không chịu được đấy, thông cảm. Mai mưa á? Mai mùa à? Mai là mưa là tốt. Sao hôm qua nghỉ không xin phép? Ui giời ơi, chủ nhật là ngày auto nghỉ của cái kênh trực tiếp game này mà anh em còn hỏi câu đấy. Anh em xem trực tiếp game của tôi được bao lâu rồi? Chủ nhật là ngày auto nghỉ, không phải thông báo thằng nào con nào hết nhá. Chết. Thứ hai là tôi cũng biết là ngày hôm nay là nhiều anh em có vẻ là ngày hôm nay bắt đầu thi, thi học kỳ 1. Thành ra là thôi, tối hôm qua tôi cũng nghỉ để cho anh em coi như là đi ngủ sớm. Ngày hôm nay thi cử các thứ cho nó tốt đẹp. Đấy, hôm nay tôi nghe nói là hôm nay lại thi học kỳ học kiếp cái đấy mà. Hôm nay như là các anh em cấp 3 hay là các cháu cấp 1, cấp 2 đấy thi học kỳ phải. Chả biết. Rồi. À, chúng ta cùng đến với cả tựa game ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi như anh em như tựa nói lúc nãy đấy. Cái tựa ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5, là cái ngày mà kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, giúp chúng ta giành chiến thắng trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp từ 1945 đến 1954, tổng hợp là 9 năm. Cái tựa game ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi nó có tên là 7554. Với những anh em nào mà có lẽ là tôi nghĩ là cái tên này không còn lạ lùng gì với anh em nữa rồi. Tuy nhiên là với cái tầng lớp game thủ có lẽ là 2x hoặc là như thế nào đấy, không x bây giờ thì chưa chắc là coi như là các cháu coi như đã biết đến cái hoặc là một số anh em có thể là đã không biết được cái tựa game này. Đây là cái tựa game mà do MOB sản xuất, MOB game sản xuất, và cho đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn là một trong cái tựa game bắn súng góc nhìn người thứ nhất offline, đầu tiên do Việt Nam sản xuất, lấy cái đề tài đó là đưa chúng ta vào vai những cái chiến sĩ người Việt trải qua những cái chiến dịch chống Pháp trong cái cuộc chiến tranh 9 năm của dân tộc. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5 năm 2018, kỷ niệm mà 64 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Và cũng đây có tôi nghĩ là cái dịp mà không thể nào mà nó phù hợp hơn để chúng ta cùng coi như là chơi lại cái tựa game này. Thực ra là nếu mà anh em trông đợi vào 7554 làm cái tựa game mới hay làm cái tựa game mà đồ họa nó đẹp hay là nó bóng bẩy như bây giờ thì không có đâu. Nó được sản xuất năm 2011, tính đến bây giờ là phải đến 7 năm rồi, 7-8 năm rồi, thành ra là nó cũng không đẹp, thì anh em phải thông cảm. Chúng ta chơi ở đây là gì? Tôi muốn chơi, tại sao tôi muốn chơi con này? Thứ nhất là để chúng ta cùng sống lại cái nước hào hùng của Việt Nam. Chúng ta đều là người Việt cả. Chúng ta chơi rất nhiều cái game chiến tranh của nước ngoài, chiến tranh dưới thứ hai rồi, làm nói chung là đầy đủ thể loại chiến tranh, đề cao coi như là niềm tự hào coi như là của những cái phương nước phương Tây rồi. Thì hôm nay chúng ta cùng đến một cái tựa game mà chúng ta có thể là tự hào về truyền thống
đánh giặc của cha ông, tự hào về những cái tháng năm có thể nói là chống giặc ngoại xâm của người Việt chúng ta nhá. Rồi, là không nói nhiều, chúng ta vào game của anh ấy, bảo tôi nói nhiều tổ sư khổ thân tôi lắm. Nhá, rồi. Nào vào bắt đầu. Game do người Việt làm và cũng các nhân vật trong này đều là người Việt hết và nói chuyện với nhau cũng là tiếng Việt tại luôn. Giải thích một tí làm gì anh em? Bây giờ còn hỏi 7554 là cái gì? 7554 là mùng 7 tháng 5 năm 1954. Khổ lắm. Ngày thành lập kênh trực tiếp game à quên. Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ nhá. Khổ đấy, biết ngay mà. Lý do tại sao được chơi con game này, bởi vì không thể để được các lớp coi như là sau này chúng ta không biết về lịch sử. Là không ra gì. Mình là không biết là cái gì. Rồi, bắt đầu thôi. Ôi giời ơi. Game của Việt Nam làm rất là hiểu rõ về người Việt, đặc biệt là hiểu rõ về các streamer Việt Nam. Rất tốt, rất tốt. Rồi, ôi giời ơi. Chúng ta đậu xuống các đồng chí. Ê, từ từ. Các đồng chí từ từ. Nha, các đồng chí từ từ. Rồi. Cái trường đoạn vừa rồi tôi không skip tại vì là nó là một trong cái trường đoạn để chúng ta có thể là dõi qua coi như là một cái tổng quan về tình hình tại sao chúng ta bắt đầu kháng chiến như thế nào, rồi là bắt đầu quân Pháp bắt đầu là quay trở lại chiếm đóng Việt Nam, rồi chúng ta như thế nào đấy. Anh em xem đoạn clip đầu tiên anh em đã biết rồi nên tôi không phải nói lại nữa. Đoạn clip đầu tiên tôi không nói gì cả, toàn bộ đều tiếng Việt hết, anh em đều được coi như là minh họa một cách trực quan bằng bản đồ tất cả các thứ. Tôi chỉ có thể nói qua một chút, đó là ở trong cái màn chơi đầu tiên này ấy, chúng ta sẽ cùng đến với Bắc Bộ Phủ vào tháng 12 năm 1946. Anh em cho tôi nói qua một chút. Anh em đều biết là khi mà coi như là quân Pháp tiến vào Hà Nội thì Bác Hồ đã kêu gọi cái lời hiệu triệu toàn quốc kháng chiến vào ngày 19 tháng 12 năm 1946. Đúng coi như là nếu mà tôi nhớ không nhầm là khoảng 8 giờ tối ngày 19 tháng 12 là nhà máy điện Yên Phụ là coi như là phá máy và cắt toàn bộ điện trong thành phố
và coi như là Việt Minh quân đội của chúng ta bắt đầu là cái cuộc tấn công vào quân đội Pháp trong thành phố. Thì cái màn chơi đầu tiên này của chúng ta sẽ cùng đến với Bắc Bộ Phủ. Đây là một cái di tích lịch sử, bây giờ là nhà khách chính phủ đấy. Nó nằm ở đường Ngô Quyền đối diện với cả ngân hàng chính phủ ở Hà Nội. Nếu mà anh em nào vào Hà Nội chơi anh em sẽ biết. Đây là cái trận đấu đầu tiên, cái màn chơi đầu tiên vẫn là trận đấu đầu tiên của quân đội chúng ta chống lại quân Pháp. Một trong những trận đấu ác liệt nhất trong ngày đầu tiên. Rồi, chúng ta sẽ vào vai thanh niên có tên là Hoàng Đăng Bình ở tiểu đoàn 101 vệ quốc đoàn đang trấn giữ ở Bắc Bộ Phủ. Ok. Bắc Bộ Phủ nếu mà anh em cho nó chính là cái trụ sở làm việc của chính phủ Việt Nam ta khi mà mới bắt đầu thành lập năm 1945 đấy nhá. Vào đợi. Bổ sung vào tiểu đoàn lại. Cái gì đây? Vinh nào? Anh ơi, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là cố thủ. Tôi cho cái tiếng của bé đi to quá. Chán nghe đi kìa. Rồi. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là cố thủ. Quân Pháp đang tấn công từ bên ngoài vào. Chạy chạy. Bây giờ như nào? Giờ như nào các anh ơi? Một, hai, ba, súng đây rồi. Phát đâu? R để thay đạn. Rồi, phát đâu? Ngắm đầu ruồi nha bạn, K98 đấy. Bảy. Lịnh đạn nào, từ từ. Vừa vào khổ chết. Chúng mày ăn này. Ai Molotov láo này. Đâu rồi? Có người bị thương đâu, ở đâu? Bỉ con bộ K98 này. Bây giờ em phải làm gì các anh ơi? Bây giờ em phải làm gì các anh ơi? Ê! Giữ vị trí, không được chạy. Phải xung phong à? Con lợn này. Ăn giòn, ném liệu đấy. Ăn giòn. Sao các anh bây giờ phải làm gì? Làm cái gì đây? Đánh nó bao giờ? Cố thủ à? Ôi. Chạy đi đâu các anh ơi? Có ai cho tôi biết tôi phải làm cái gì? Các anh ơi, phải làm gì các anh ơi? Em là Dũng. Anh ôi. Lùi lại. Địch vào đồn. Lùi. Không cho địch vượt quang rào. À không cho địch vượt quang rào. Rồi. Bảy. Địch đâu? Địch này. Địch này. Tiến qua hàng rào này. Tấn công này. Hay chạy đâu? Con rời. Đây rồi. Ua! Bom ba càng vừa lao lên rồi. Đâu anh ơi? Hỗ trợ đồng đội tiêu diệt thiết giáp. Đây.
Một chiến sĩ của chúng ta đã ôm bom ba càng lao lên. Một xe tăng đã bị... Đây rồi. Sao anh ơi? Anh Vinh đang cầm bom ba càng. Lão này. Ê! Vinh, Vinh, Vinh. Rồi, 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 anh lên đi. Ôi ơi. Ish. Anh nào? Ôi đến trưa rồi, đến trưa rồi, đến trưa rồi. Anh Bình đây. Anh Bình đây rồi. À. Rồi như vậy nhiệm vụ ở bên ngoài là mình đã. Ơ, à, anh Bình, anh Vinh. Ơ, à, tưởng anh Vinh lao cầm bom, bom ba càng lao vào rồi cơ mà. Công Vinh cầm bom ba càng lao vào rồi. Đâu như nào? Đây là bên trong Bắc Bộ Phủ đây. Bên trong Bắc Bộ Phủ. Tôi vừa được coi như là anh Bình, anh Hòa Bình. Anh ấy chỉ đạo lên trên này. À đi thôi anh Định, anh Định, anh Định, anh Định. Anh ấy đi từ từ em đợi em với. Bên trong Bắc Bộ Phủ đây. Đây rồi. Ủa có bắn tỉa à? Nó đâu anh? Ủa. Sao anh chửi bệnh thế? Kênh em kênh văn hóa nhá, các anh đừng chửi nhá. Bây giờ là giơ cái mũ lên để cho kẻ địch nó bắn vào cái mũ. Giơ mũ, giơ mũ, giơ mũ, giơ mũ, giơ mũ, giơ mũ. Lừa, 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 lừa. Ôi giời ơi. Xong, nó chết rồi. Ôi vãi vậy. Anh Hà kinh vãi. Anh Hà của 58 x K98 bắn kinh vãi. Mấy con đuổi này. Bí con đuổi. 8x bắn đi anh ơi, 8x bắn đi. Con rồi này. Con rồi. Bên kia là khách sạn Metropole đấy các bạn. Đến bây giờ vẫn còn khách sạn này ở Hà Nội đấy. Khách sạn Metropole. Mày này. Được chưa? Xong chưa? Rồi. Tiêu diệt xong toàn lính Pháp bên khách sạn Metropole, chúng tôi thúc đẩy lùi được tấn công. Anh còn mấy? Em còn có 12 viên. Chỉ còn hơn chục viên với hai quả lựu đạn. Tôi có một quả này. Anh Định tốt thế, anh Định cho tôi một quả cùng quả lựu đạn anh em ạ. Dạ có công sự chưa tận chắc. Chúng nó sắp vào rồi đấy. Chuẩn bị đánh giáp lắc ạ. Địch chuẩn bị vào đồn rồi. Mày quá được anh Định, anh cho không một quả lựu đạn anh Định tốt vậy cứt. Em cảm ơn anh. Rồi như nào? À đây. Chúng mày chết. Bú lão à. Bước ra khỏi Bắc Bộ Phủ của chúng bố mày. Ủa. Biến ngay. Lão buồn liều. Lao với bắn tàu á. Ôi nó bắn kinh thế. Từ 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 anh thôi. Làm sao? Ấn G ném trả lũ đạn vậy luôn. Bắn vừa thế nào. Rồi xong rồi. Nó bắn sắt lắm anh Định ơi. Lên tầng 2 thôi anh ơi. Lên tầng 2 thôi anh ơi. Đi đâu? À bây giờ lên tầng 2. Ủa? Đi theo anh Vinh.
Đi đâu anh? À, tôi đang leo lên trên rồi. Chắc là bắn từ trên bắn xuống. Hình như bọn kia nó bắt đầu vào rồi sao ấy. Long khoai dài rồi. Anh chạy đâu nhanh đây anh ơi, đợi em. À đây rồi. Mày vào đây. Chúng mày vào đây. Chúng mày vào đây. Chúng mày vào đây. Bây giờ chúng mày vào đây. Vào đây. Kìa thanh đạn nhanh lên. Vào đây. Vào đây. Vào đây. Vào đây. Anh xem bắn giỏi không? Hết bại đạn rồi. Chó chết rồi. Vào đây. Ở đây, ở đây. Ở đâu? Bom rồi. Toàn bọn Pháp thôi, tôi toàn nghe thấy cô dơ mông tôi xoa cả các thứ thôi. Sao được anh? Mày. Mày, đúng rồi, có lựu đạn đúng rồi. Có lựu đạn đâu kìa. Anh Vinh lừa rồi, anh có cho lựu đạn đâu. Không có. Anh Vinh anh lừa em mà. Sẽ bắn số 4 không thấy lựu đạn đâu. Khổ. Này thì bắn được đeo gì. Xuống tầng hầm, xuống tầng hầm, xuống tầng hầm, xuống tầng hầm, xuống tầng hầm. Anh Vinh có quả dựa. Kinh nhìn kinh vãi. Ê ai, anh cho em mượn cái dựa được không? Game này God of War là cái gì? Không bắn được, không có cái gì cả. À đây anh Hà có ngắm 8x xuống đây rồi. Không đưa ấn G rồi anh lừa. Anh ấy giả vờ anh bảo cho liệu, cho đéo đâu. Ôi dồi ôi. Ôi 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 ôi. Bắn được, bắn rát lắm. À đây. Đây rồi, Trung Liên đây rồi. Mẹ chúng mày. Xác mẹ mày định đi. Bố có Trung Liên rồi. Hay lắm. Ơ. Ơ. Về 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 về. Đâm 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 đâm. Đâm. Úi dồi ôi mẹ. Bị anh Hà anh chém. Anh Hà vừa có coi như là Katana vừa có ngắm 8x. Từ xem nào. Rồi, nó có súng ngon rồi. Cố thủ ở sân sau của Bắc Bộ Phủ. Đi thôi. Đâu các anh, chúng ở đâu? Yeah, phải phòng thủ hướng này không cho tấn công vào trong sân trong. Nói thật với anh em, tôi sinh ra lớn ở Hà Nội mà cũng đã bao giờ được vào Bắc Bộ Phủ nhá. Đây lần đầu tiên tôi coi như là được biết là ở đằng trong Bắc Bộ Phủ nó cấu nội thất nó như nào đấy. Mày ra đây. Mày ra đây. Mày ra đây. Mày ra đây. Lão quá. Hết đạn rồi. Hết đạn rồi. Hết đạn rồi. Lựu đạn này. Lão này. Hãy đạn nhanh lên. Mày. Mày. Hãy đạn nhanh lên. Mày. Đừng quăng vào đây con ạ. Đông thế. Theo đúng lịch sử là trận này là bọn Pháp là có khoảng 6.000 quân đấy. Trong khi coi như là quân
Quân của chúng ta chỉ có 2.000 quân thôi, còn bọn Pháp nó có tổng cộng là 6.000 quân trận này. Bảo sao đông thế? Mày này. Mày. Bắn vừa vừa, tôi nó bắn sát quá. Nó bắn sát quá, cái ngươi bắn giúp em. Yếu chơi được. Ô Molotov này, không nhặt Molotov lên. Đấy rồi. Chúng mày lại hài. Chúng mày lại hài. Chết rồi, anh định chết rồi. Chạy chạy lừa, anh định bị chúng bắn chết rồi. Bây giờ là vừa đánh vừa lùi về bưu điện. Ôi dồi, cả máy bay đều đến kìa. Ui dồi ôi. Khổ thân anh Định. Anh Định chính là người cho tôi cái quả lựu đạn đấy. Anh Định hy sinh rồi. Nó đen xí này. Sao đen xí này các anh ơi. À, đây là màn đánh nhau trong đêm tối. Đây là màn đánh nhau trong đêm tối toàn bộ thành phố ở đây. Sau năm. Ừ. Sao tự nhiên lại bay qua mấy cái đoạn phim này rồi? Chắc là phải mài lại con mã tấu đi thôi. Ui giời. Cùn quá rồi. Ủa? Con mày mấy thì một viên cũng đi thôi. Ui giời. Mà bắn cho ngon. Tớ còn mỗi điếu này. Thôi chung nhé. Canh giải phóng quân đang mài mã tấu và coi như là xin nhau điếu thuốc. Ok. Tớ thèm thuốc nào quá. Em Hoàng Đăng An gửi anh Hoàng Đăng Bình. À, tôi vẫn là trong vai anh em Hoàng Đăng Bình. Năm năm rồi đúng không? Anh Vinh đây rồi. Lớn lắm đấy đấy. Giờ mà gặp không chắc đã nhận ra được nó. Các anh đang ngồi mài dao chuẩn bị trận chiến. Công nhỉ? Chuẩn bị cho là. Từ cả ngày hôm qua không đánh đấm gì rồi. Không biết đời đến bao giờ đây. Sắp đánh rồi. Mọi người đang bàn nhau chuẩn bị tấn công. Chưa có lại. Đúng 17 giờ tấn công. 5 phút nữa thôi. 5 phút nữa sẽ có pháo lệnh từ Cam Phẩy. Rồi. Sau loạt pháo lệnh là xung phong. Chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị xung phong rồi. Xung phong chưa? Xung phong! Xung phong! Lên! Lên! Đây! Xung phong! Xung phong! Lên đi các anh! Mày! Mày! Súng phong lên. Ông sắp chết. Đừng giả. Súng phong lên. Ê. Lại. Đánh chiếm Long Đông Khê. Từ các anh ơi. Không có ai cho khẩu súng à. Có anh nào có súng không? Không có súng. Đây. Đây. Súng đây. Có súng mới xung phong được chứ. Súng trường Mosin-Nagant. Súng của Liên Xô ngày xưa đấy. Lão này. Máy này, từ từ thôi anh em ạ. Lúc nãy coi như là lúc nãy máu quá. Máu quá. Từ từ thôi. Rồi lên đi các anh ơi. Ôi cái gì đấy? Lên thôi, lên đi các anh ơi. Ủa này ơi, xung phong đây rồi. Đây lên. Mày. Lên thôi. Con chó làm sao cô giờ mông tôi xoa này
láo này. Bố láo này chết rồi. Sao nữa canh ơi? Nó nấp trong nhà ấy. Vào đây à? Nó nấp trong nhà ấy. Nó nấp trong nhà anh. Nó nấp trong nhà. Đây đây đây. Ừ nó có ông trả lời là ừ mày kinh chứ. Game mày làm hay vãi đấy. Tôi vừa hỏi là chúng ở trong nhà. Có một anh ừ mẹ luôn. Bullet time. Bullet time. Rồi như nào đây? À có tiểu liên rồi. MP5 đây rồi. Game này ý, là nó tôi đã bảo rồi, nó là coi như là tựa game đầu tiên trên thế giới mà biết được là người chơi đang hỏi cái gì. Sau đấy là nhân vật máy sẽ trả lời lại. Anh em hiểu chưa? Tựa game đầu tiên trên thế giới có công nghệ đấy luôn. Nhân vật máy trả lời người chơi. Ui, ui. Làm sao? Chúng mày lại hài, chúng mày lại hài. Chả ư ơn gì đâu. Công nhận nhận là khi tôi chơi cái tựa game nó vãi đái như này. Quá hay. Người Việt làm game phải thế chứ. Láo này. Ôi từ từ. Bọn này sắp là cả đấy. Mày lại hài. Chúng mày lại hài. Chúng mày lại hài. Ôi. Nó nấp trong nhà các anh ơi. Nấp trong nhà đây các anh ơi. Nấp trong nhà này. Chết chưa? Này thì khổ lắm. Tôi chỉ hát đít mà. Nào. Súng mày cho tao á. Cố lên kênh. Chúng nó chết rồi. Từ hạng bắn nào. Bắn. Bắn rác quá. Súng toàn bắn phát một bực mình quá. Xong chưa? Thắng chưa canh ơi? Thắng chưa? Vẫn chưa thắng à? Rồi, thắng rồi. Thắng rồi. Kiểm tra ngôi nhà cuối chạy lính. Chơi game này đoạn cuối buồn phát khóc. Ôi, đã có anh em đã biết đoạn cuối như nào rồi cả. Nấp trong đấy bắn cấp bố à. Chết rồi. Vào thôi. Vào như nào? À đây rồi. Trung Liên đây rồi. Ngon rồi. Đây là cái điện đài của địch đây. Ok, on arrive. Essayez de tenir la position. Ok, on arrive. Essayez de tenir la position.
gì đấy? Tổ chức phản công chiếm lại chạy lính, gần đến nơi rồi. Đi báo cáo anh Thung, nhanh. À, nó sắp phản công. Bây giờ đi báo cáo với cả anh Thung. Anh Thung ơi. Anh Thung ơi. Thung đâu? Ban trung đội chuẩn bị vũ khí, ra có công sự, chuẩn bị chống địch phản công. Rồi. Trung Liên đâu? Trung Liên đây. Nhanh, địch sắp tới rồi. Cảnh biết tôi có Trung Liên, cảnh hô Trung Liên đâu ngay đây, Trung Liên đây. Chúng ở đâu? Nhạc sĩ giấu tên rồi. Trung Liên đây. Làm sao? Lại làm sao? Lại làm sao? Bọn éo lắm, làm sao súng tỉa quá. Bắn đi anh Vinh bắn đi. Hết bố đạn rồi. Ôi ôi. Ném lại. Tưởng ném được tao quá. Lên lấy đạn. Đây rồi. Mày u này. Vu dê vu này. Tiếp viện đến rồi. Làm sao? Rồi nhiều súng lắm, nhiều súng. Cái gì đây? Sao lại chết? Thắng rồi cơ mà. Thắng rồi sao lại chết? Đùa bực mình thế. Anh Thung xoay không bắn yểm hộ em. Bọn này chắc là nó cài bom ở đấy rồi. Thính mẹ rồi. Ra lấy thính bị nó bắn chết. Bọn này khôn thật, có để thính ạ. Có để thính ở đấy là mình lao vào thính cái bị gài bom nổ chết. Thôi ở đây bắn rồi anh em ạ, đéo lao lên nữa, lao lên rồi lại bị nó cho thính chết đấy. Nhóm này rất khôn nhá. Toàn bảo là xung phong lên đi, có ai xung phong đéo đâu. Hắc đéo tìm đủ. À đây rồi, tiếp viện đây rồi. Lên đi các anh ơi. Tiếp viện đến rồi. Trên này đây. Góc NE anh ơi, góc NE này. Xong chưa? Thắng chưa cánh ơi, thắng chưa? Thắng chưa?
Thắng chưa anh Thông ơi? Thắng chưa anh? Thắng chưa? Đấy, ông nào kêu xung phong, có thấy ai xung phong đéo đâu. Ê, top 1 rồi. Vẻ mặt vui mừng của anh Vinh. Big Star Media rồi. À, đi quá xa điểm nhận nhiệm vụ để sẽ bị chết à? À, rồi, rồi. Anh Thung đang nạp đạn. Mình đang hỏi anh Thung Phú đéo chịu được. Ra đang hỏi anh Thung là tình hình nào rồi. Đang nạp đạn. À đây rồi. Súng nhiều lắm anh em ạ. Để xem nào. Ờ, lấy mẹ nó thôm sơn bắn cho sướng. Rồi như nào. Tập hợp đội hình tại Phủ Thiện. Phủ Thiện là một cái phủ gì đấy. Đình đình làng đây. Các anh em trong Nam thì chắc là sẽ không quen với cả cái hình ảnh đình làng này, chứ còn ngoài Bắc là rất là quen thuộc với hình ảnh cái đình làng này đây. Đây rồi, sao anh? Anh Thung đây rồi. Khi Pháp tái chiếm Đông Khê 2 tháng trước, chúng bắt được Pháp bắt được một số đồng chí của ta ra một Phủ Thiện. Chúng ta phải giải phóng Phủ Thiện, cứu các đồng chí bị chúng bắt. Súng hết đạn à? Súng hết đạn à anh em? Anh ơi cho em đi, em lấy cái đạn. Anh ơi em để em quên, em không lấy đạn. Cho em đi và em lấy viên đạn thôi. Anh ơi, đùa em thật đấy. Anh ơi, em về em lấy viên đạn thôi, em thề với anh, xong em không đào ngu. Đùa anh ơi. Đùa. Mày khó tính thế. Không cho về lấy đạn rồi. Khổ. Mày đi tiếp thôi. Rồi, thôi, một khẩu thôm sơn thôi cũng được. Ui, giật cả mình. Lão à. Bắn mãi không chết. Nó có vào chùa rồi. Đâu đồng chí của ta đâu? Đây là Phủ Thiện à? Đây đây Phủ Thiện đây này, game này Phủ Thiện đây này. Tôi đang vào để tấn công vào đây đây. Vù này. Ôi thôi đừng đánh ơi. Vù dề vù. Nó định lao đến tôi đánh anh em ạ. Phải bật dậy. Rồi sao? Giải phóng Phủ Thiện rồi gì? Ôi chưa 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 chưa. Pinocchio hồi chiều vừa mới xem lại. Đâu? Anh kia trái chịu lao lên. Các anh chơi cẩn thận quá. Lao lên đi chứ các anh. Để mình thằng lính mới, lính binh nhì như em lao lên. Rồi hoàn thành rồi. Tập hợp ở giữa sân. Chiến được phủ rồi. À đây anh này là người dân tộc đây. Nghe tiếng súng từ mấy hôm nay đoán canh tấn công, chúng tôi mừng lắm. Còn mấy người bị chúng nhốt trong kia. Còn mấy người bị nhốt trong kia đến cứu. Ok ok.
Game này thì bây giờ anh em có muốn mua không có mà mua đâu. Con này chắc anh em phải tải crack trên mạng thôi. Chính Emobi cũng họ cũng nói là coi như là nếu mà anh em không, bây giờ không thể mua được đĩa con này nữa. Nên là nếu mà anh em có điều kiện em cứ crack thoải mái. Chính Emobi họ nói như vậy là chúng ta có thể lên mạng chúng ta tìm thoải mái. Anh em cứ tìm 7554 nhá, là anh em sẽ tìm được cái link tải. À rồi, tôi sẽ vòng ra cửa sau, đến 30 thì đạp xông vào để cứu các đồng chí đã bị nó bắt ở trong này. Ở đây rồi. Sao như nào anh ơi, bây giờ như nào? Sẵn sàng rồi anh ạ. Sẵn sàng. Ừ, vâng. Sao anh? Tiến. Tiến đâu? Anh Thung gọi Tiến kìa. Ơ à. Thế nào? Game lỗi là không thấy ông nào là ông Tiến cả. Thì làm gì có ai lao cửa vào? Sẵn sàng chưa? Không có thằng Tiến ở đây. Vâng, em sẵn sàng rồi. Tiến. Tiến đâu? À, Tiến vào đây à? À. Ơ à. À Tiến, ừ, Tiến vào. Anh phải nói rõ ra anh Thung nhá. Rõ ràng. Ừ, rồi. Tiến. Tiến đây. Ấn E. Rồi ôi. Láo này. Thôi chết bắn chết anh Vinh rồi. Nhầm. Đấy là anh Vinh, bắn mẹ vào anh Vinh rồi. Khổ tổ. Tiến đang chăm vợ đẻ nó không vào từ. Sẵn sàng chưa? Rồi rồi. Sẵn sàng. Ra vào đi anh. Đấy rồi. Đây thằng này này. Thằng này này. Ơ à. Bắn chết thằng kia rồi cơ mà. Vào có thấy người lao vào ai biết đâu là địch kẻ thù. Sẵn sàng. Bắn trúng cái thằng kia rồi cơ mà. Rồi 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 rồi. Bố có làm sao không? Rồi cứu được, cứu được rồi. Tôi không sao. Ồ. Kiểm tra lại vũ khí. Giọng nghe như kiểu ra răm nhỉ. Chúng có một lô cốt. Đơn vị bạn từ hướng đó không vượt qua được. À. Ta vu hồi vào sau lưng địch. Bây giờ mình sẽ vu hồi gặm kìm đánh vào lô cốt của địch. Đây. Thằng này nó đã định giết coi như là chị một cái chị người dân tộc. Lá bù lưu. Chị dân tộc đâu rồi, vừa nghe giọng xong. Ờ, tranh thủ thay súng đã, khẩu này hết đạn đấy. Khẩu này có đạn mà. Đi theo anh ơi. Tưởng gì chứ vu hồi với lại gọng kìm thì chơi pub tôi quen lắm rồi. Các đồng chí, trên có lệnh thu sạch tài liệu của địch, phục vụ cả chiến dịch. Rồi, thu sạch tài liệu của địch. Xuất phát. Lên thôi. Lục soát nhà thông tin, lấy tài liệu của địch. Lên thúc anh. Ôi. Đâu? Phong! Quân mẹ mày! Cẩn thận hoàn lớn chiến rồi! Đâu? Hướng nào cái phải nói rõ ra chứ? Pinocchio rồi! Nhanh lên anh
Bọn này nó có thói quen các hồ xí giống bọn tôi chơi PUBG. Tài liệu đâu? Đây rồi, tài liệu đây rồi. Rồi, lấy tài liệu rồi. Diệt lô cốt của địch. Tiến lên. Tiến lên, tiến lên anh em. Tiến lên anh em cái hự hự luôn. Nó cốt đâu? Sao rồi các đồng chí? Bọn Tây cố thủ chúng lô cốt. À đây, bọn Tây cố thủ trong lô cốt. Bộc phá ở đây thì bọn này chết ngay. Phải tìm cách diệt nó ngay. Mở đường cho 209 này. Tìm bộc phá ném vào. Để tôi. Úi giời. Kiểm tra để tôi lên. Dùng chai xăng diệt lô cốt địch. Dùng chai xăng. Được chưa? Em hết xăng rồi anh ơi, cho em thêm xăng đi. Ném ấy đâu nhỉ? Tiến gần vào à? Được đâu? Ném ở chỗ nào? Nhảy lên xong mới ném vào được à? Khó thế. Nhảy lên trên lô cốt xong mày ném xuống gì? Đây à? Nhảy đây à? Mẹ khổ thế. Ném mà rồi thế còn gì nữa? Thế còn không vào? Anh em ở chỗ nào? Chỗ màu đỏ á? Đây. Chưa. À rồi 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 rồi. Úi giời ơi. Được chưa? Nhanh lên các đồng chí. Lỗ này à? Đùa. Cảnh Việt Nam làm game khó thế. Rồi, thank you anh em, ném được rồi. Sao anh? Anh thung đâu vậy ạ? Anh thung đâu anh ơi? À đây. Đùa các anh cho nghỉ uống nước cái đã, em khát khô cả cổ. Đánh nhau từ nãy đến giờ. Sao? Theo tôi. Đi đâu anh? Các đồng chí, trên báo lực lượng chủ lực đang vấp phải các lô trên cốt. Báo lực lượng chủ lực đang vấp phải lô cốt. Ta phải đánh từ lưng địch đánh ra. Cùng ta đánh lên nổi. Đánh vào lưng. Phải giải phóng được khu phố thì mới hạ được đồi Đông Khê.
À đây là trận đánh đồi Đông Khê. Đây là trận đánh đồi Đông Khê. Rồi 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 rồi. Đây là, nếu tôi không nhầm, mình như ở trên, chả biết là Việt Bắc à hay ở đâu. Đồi Đông Khê đi đâu anh ơi? Anh Hà vẫn chưa chết quả. Mày lại hai, mày lại hai, mày lại hai. Lên cho cái. Bên phải, theo tôi. Ui. Lên được anh ơi, lên đi, lên đi, lên đi. Lên được anh. Lên đi. Xong chưa? Rồi. Thắng rồi. Ôi mẹ, địch chết như dạ. Ôi. Nào. Bắn đến đâu nhỉ? Đào ngũ được, không đào ngũ được, phải đi vào đây. Chỗ bắn giáp quá. Rồi, lẹn 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 lẹn. Chỗ chết hết rồi gì? Vào đây các anh ơi. Láo này. Ngon rồi. Tiến tiếp về cuối phố. Ôi dồi, anh trốn phải nó bếp trốn. Ủa, sao nữa? Diệt ổ phòng ngự, lục soát tìm thông tin. Lên thôi, ổ phòng ngự đâu? Láo quét á. Thằng này có thằng khác sợ thật. Đúng chưa? Ngay. Tài liệu đâu? Ơ à. Tài liệu đâu? Anh không biết tài liệu đâu? Ôi giời ơi, nó ở trong này ông, chỉ ngoài này ạ, nhất các anh. Rồi đây rồi. Tập kết vẫn bị thôi. Đêm rồi, đánh tận đêm luôn, đánh từ ban ngày tận đêm luôn. Tập kết rồi đây. Huynh,
Cậu dẫn một tiểu đội vòng sang trái, thọc sâu vào khu phố, tạo một mối vu hồi vào khung lũ cốt địch ở cuối phố. Chúng tôi sẽ đánh trực diện, 10 phút nữa phải có mặt ở đó. Ba mặt giáp công, chắc chắn địch sẽ bị đánh bại. Rõ. Chả hiểu điều. Rồi. Tiếp nghe anh ấy trình bày kế hoạch. Không kịp nghe cái gì luôn, chỉ nghe thấy mỗi chữ thọc sâu với lại coi như là lao vào. Các anh yên tâm, em đi đầu thì xuống chỗ chết thôi. Rồi xong rồi. Theo tôi em. Còn 2 chốt nữa là xong. Hảo quá. Game này game PC anh em ạ, không phải game mobi. Đây điểm thứ hai đây. Ngon rồi đấy, 2 chốt rồi đấy. 2 chốt rồi, xong. Đơn giản với Linh. Bắn như gãy ngứa sao giết lại anh cả em. Chỉ có thế thôi ạ. Ô, chó chết. Các anh em đâu hết rồi? À kìa rồi. Ngôi nhà 2 tầng. Ai 209 không tiến được. Phải đánh bật được cái chốt của tòa nhà 2 tầng kia. Kìa. Tiêu diệt cụm hỏa điểm trong ngôi nhà 2 tầng. Anh Vinh bắn đi anh, ngắm 8x kiếm Nhật bắn đi. Thôi phải lao vào thôi. Đã minh nhục. Hãy đạn nhanh lên. Bình bất tử á? Bình là viết tắt của bình vôi mà. Bình là viết tắt của bình vôi nên nghĩa là bất tử rồi. Sao mà bật cái bình vôi được? Chào anh. Cửa vào. Mẹ chúng mày. Rồi, giơ cờ lên rồi.
Bọn kia chạy rồi. Cả hai hợp điểm và cùng chọc một mũi sau lưng lên tận pháo đài. Cả hai hợp điểm và cùng chọc một phát từ sau lưng lên tận pháo đài. Đội trưởng Trần Cừ xung phong đánh đồn bị thương nặng. Anh dùng cả thân mình bịt kín lỗ châu mai. Chiến sĩ ta ào lên. Đội tổ trưởng La Văn Cầu đây. Nhờ đồng đội chặt tất đứt cánh tay mà coi như là đang bị gãy. Các mũi tấn công của ta phối hợp nhịp nhàng ập tới. Địch tan rã. 18 tháng 9 năm 50, Đông Khê được giải phóng, mở đầu cho chiến dịch biên giới. Thu Đông 150 hoàn toàn thắng lợi. Sau thất bại ở chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950, tiếp đó lại bị đánh mạnh ở Trung Du đường 18 Hà Nam Ninh, Nghĩa Lộ. Quân Pháp lâm vào thế phòng ngự bị động. Để giành lại thế chủ động, mùa đông năm 1951, Pháp mở cuộc tiến công ra Hòa Bình, lập phòng tuyến sông Đà, nối liền với phòng tuyến phòng thủ trung tâm sông Đáy, tăng cường khả năng phòng thủ đồng bằng Bắc Bộ, cắt đứt đường liên lạc giữa chiến khu Việt Bắc với các liên khu 3 và 4. Quân đội Nhân dân Việt Nam tập trung đột phá tuyến sông Đà, đánh quân đội Pháp càn quét ở Nam Ba Vì, tiến công diệt cứ điểm Tu Vũ, đánh nhiều trận phục kích, cắt đứt tuyến vận chuyển của quân đội Pháp trên sông Đà, uy hiếp đường 6. Tháng 12 năm 1951, một đoàn vận tải của quân Pháp gồm 50 chiếc xuất phát từ thị xã Hòa Bình. Rồi, như vậy là vừa rồi là chúng ta đã thành công với chiến dịch biên giới rồi đấy. Anh em đều biết là tại sao chúng ta phải thực hiện chiến dịch biên giới, bởi vì là quân Pháp xua quân ra chiếm đường 4, cắt đứt cái Việt Nam với cả Trung Quốc, thì chúng ta không được cái viện trợ từ các nước anh em. Cho nên là chúng ta Việt Minh đã tổ chức cái cuộc tấn công chiến dịch biên giới để khai thông, để cho coi như là chúng ta không bị cô lập. Hiện tại đây là một cái đoàn xe của bọn Pháp và đang bị cài nết trên đường. Nổ chết cha chúng bay, hay lắm. Rồi ôi, hay quá, 8x đây rồi. Rồi ôi mẹ. Rồi ôi, quá vãi đái. Bazooka đây rồi. Hòa Bình, tháng 12 năm 1952, tôi sẽ vào vai thanh niên có tên là Nguyễn Thế Vinh ở trung đoàn số 9. Nỏ anh em bạn, nỏ. Cái người sau, cái anh không cho em khẩu súng, cái anh em bắt em cầm nỏ đi bắn nhau với địch à. Cái anh ác quá, cái anh bắt tôi dùng nỏ bắn à. Mày, cho em khẩu súng, cái anh ơi, nỏ thì bắn cái đéo gì. Xin các anh đấy. Em xin các anh đấy. Mày láo đi. Ok, thằng kia nó tránh đạn giỏi thế. Chết chưa? Súng đây rồi. Khổ. Thu vũ khí của địch, kiểm tra lại đạn dược, tập hợp sau 3 phút. Ôi, anh không phải nói cơ, tôi vừa lấy vũ khí của địch rồi. À đây. MP40 đây rồi.
Địch phản công. Địch phản công. Anh em theo tôi tiếp ứng rồi, lên thôi. Đây là xe tăng của Pháp của đây đây. Nào, đi thôi. Đấy, đi đây. Đây, đang đi đây. Vào vị trí chiến đấu, đội chúng đến thật gần. Bọn đấy phải đợi đợi đến gần anh em ạ. Nó đến kìa, nó đến kìa, nó đến kìa anh em ơi. Nó đến kìa. Bắn được chưa? Ra lệnh bắn đi anh Thông ơi. Đấy rồi. Mày mày. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lắm rồi, hết sức rồi. À, lao lên trên xe bọc thép, lấy trọng liên để bắn. Rồi. Sức. Ôi giời ơi. Rồi, xong rồi. Tốt lắm. Tốt lắm. Tốt lắm. nghe anh Thung anh khen một câu mà sướng hết cả người. Tốt lắm. Sao nữa AK anh? Địch luồn rừng, thọc sơn trung đội 2. Cái gì? Địch luồn rừng á, tôi nghe nhầm. Tổ sư. Anh nói câu địch luồn rừng nói nhanh quá là mình đã cứ nghe nhầm thì anh nói bậy. Rất cả mình. Tiến lên. Vâng, đây luồn rừng đây. Súng đạn sắp hết rồi. Úi giời ơi khiếp. Các anh là bên phải, chúng tôi là bên trái. Bọn chúng sắp lên đây rồi. Anh nào vừa mới can thán đấy. À đây, các anh em bị thương nhiều. Thương hết rồi. Có thấy thằng địch nào đâu mà các anh bắn kinh rất tốn đạn. Thấy thằng đéo đâu. À đây. Ôi giời ơi, các anh chết rồi à! Khốn nạn! Bọn khốn nạn! Trả mạng cho các anh tao! Xong rồi. Xong chưa? Theo tôi quay lại hỗ trợ các đơn vị ở phía sau. Đi thôi anh em. Vô hồi lúc vào. Anh nghe bị thương rồi, có thể cho em nằm lại đây được không anh? Cái người nói cho em tiếng. Đánh nhau. Đây, nhanh đây, từ từ.
Úi dồi ôi. Điện mày rồi. Con mẹ chúng mày. Con mẹ chúng mày. Con mẹ chúng mày. Đạn rồi. Anh quay nào con đạn không cho em xin ít đạn nào. Tùng rồi, bên kia anh em tùng. Hết đạn rồi còn đâu. Anh vậy thôi. Cầm khoắm lên đây các con ơi. Khoắm đây. Ôi cây ơi. Đéo được, đông quá. Mắn đau quá. Chả có cái viên đạn đâu nào. Khổ thế. Nào có chúng ta xin có súng thế nào. Rồi có súng có đạn rồi. Chúng mày lại hài. Rồi, có súng mới rồi. Súng gì đây? Sao anh em ạ? Bắn hết thằng đây là có thằng khác. Nghĩa thì bị ông xuyên chết. Chưa. Đi theo đội trưởng. Rồi thay súng. Đấy, ngon rồi, súng đã đầy đủ rồi. Ơ
Trung Liên, Vinh Cát. Giờ sao anh? Phản công lên đây, chúng tôi đã tiêu diệt sạch bọn chúng. Anh em của đội thương vong gần hết rồi. Tình hình phía sau còn căng lắm. Địch còn nhiều xe bọc thép. Địch có nhiều xe bọc thép. Các đồng chí lo chăm sóc thương binh, chúng tôi sẽ xử lý. Mình sẽ phải xử lý khẩu SKZ. Vinh, Hà, lên trước chính xác. Rõ. Rõ. Sao cái nào cũng sai em ấy nhở? Em mệt lắm, thôi cho em nghỉ đi. À đây rồi, SKZ đây rồi. Thành lắm, súng gì đây? À. Bố lão, bố lếu à. Sao nữa canh? Đến chưa? Điểm trợ cho chúng tôi, đi đeo phản kích lên đây. SKZ là súng không giật, đúng rồi, vết tắt của súng không giật. Ôi sao đến rồi. Lấy súng này, nó sao đến rồi. Sao chưa dùng được? Để rồi, bây giờ mới được này. Sao anh? Sao rồi anh Bình? Xung kích tiến lên, siết chặt vòng vây. À, tiến lên. Ôi dồi ôi. Anh chờ tí em xuống tắm cái nhá. Mặt quá. Nước cho mày làm thật phết anh em nhở. Nước làm thật phết. Nhìn này. Game cách đây 7-8 năm rồi mà nhìn trông thật phết đấy chứ. Đúng không? Rồi mát rồi, lên chiến thôi. Ui ôi. Sao như nào? Lên đi anh Thung ơi! Chúng nó chết rồi! Em xin anh đây! Nó ở đâu nhỉ? Ai chả biết anh đang nạp đạn, anh còn phải tôi đang nạp đạn! À đây. Hóa ra là đây. Ok, chạy đâu đây? Ok. Kìa. Gắt. Lại gắt. Gắt cái bố mày. Không chưa? Ôi, sẽ tăng cánh thôi. Nấp đi. Mẹ chơi thì đéo được. Ồ. Ây. Đồng đội lao ra rồi. Đồng vãi cút. Con mình đông này, con nào đánh thì đéo được. Hơi vô lý. Xong chưa? Hoàn thành nhiệm vụ trước anh ơi.
Em chưa cay. Sao? Tăng! Ui Tăng ơi! Giật cả mình! Tăng! Ui giời ơi! Để cho tôi! Thế đéo nào? Tăng! Tăng ơi! Anh thùng lạc cả giọng! Ơ kìa! Để cho tôi! Mẹ! Lại được nghe anh thùng lạc cả giọng rồi! Lên được anh! Làm nào để tao nó không bắn chết mình nhỉ? Nếu chạy được ý, cái quả này nó toàn bắt tôi đứng yên, tôi không chạy được ý. Game một điếu chút chạy ý, hiểu không? Tăng! Rồi 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 rồi. Rồi 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 rồi. Ôi trời ơi! Làm nào? Làm gì có liệu mà ném? Hết liệu rồi anh ơi! À đuổi bám vào xe tăng. Ủa vãi lìn Captain Amerinam, nhanh lên con mẹ đâu. Vâng vâng rồi, em nghe câu đấy của anh 4 lần rồi. Để cho tôi. Chưa, để tôi còn lên. Rồi. Không cho nó chạy rồi. Đâu con chó. Ở kia. Như nào? Khổ thanh thùng nãy giờ chắc là khản cả giọng rồi. Hô đi hô lại phải 5 lần tăng rồi. Thôi lần này không phải hô tăng đâu anh bảo. Anh chỉ cần nói là Anh chỉ cần thỏ thẻ là được rồi anh ạ. Không cần phải hét nữa đâu. Anh cũng mỏi mồm lắm rồi đấy. Chạy chưa? Ông ở kia! Xông vào! Chứ đéo nào nhỉ? Không được chạy trước mà cũng không được chạy sau. Cái game này là khi nào nó phải bảo mình là đuổi thì mình mới được đuổi. Game làm khó vai, đéo hiểu. Chạy trước là lại bị nó chi là nó bị giết. Tôi chỉ thương mỗi anh Thùng rồi, anh Thùng lại khản giọng rồi. Thôi cố nó phát của anh ạ. Chạy trước cũng chết, chạy sau cũng chết. Tăng! Tăng ơi! Đến khoảng lần thứ 10 là anh Thùng đấy sẽ bảo là cái gì đến chắc là chúng mày biết rồi đấy. Chứ đéo còn là xe tăng nữa rồi. Đuổi được chưa? Rồi. Xông vào. Bây giờ mới được. Chạy từ từ thôi con ơi, bố đến đây. Ấy da, leo lên rồi. Hay lắm, lên đi. Cầm lựu lên rồi. Ném vào anh, ném vào. Hay lắm. Kéo chốt ra, giật chốt. Vào trong nhá con. Hay quá, Captain Amerinam rồi. Thế đéo nào?
À bây giờ mới nổ. Ui giời ơi. Nổ chưa? Ném nhầm xe tăng quân Bình à? Sao không anh Bình? Ui anh Bình nằm rồi. Không, không sao. Báo tin cho gia đình tớ là mình bị xịt. Liệu không nổ? Em sẽ trả thù cho anh. Sẽ tìm được ăn. À đây, nhấn E để nhặt quả lựu đạn. À, chắc là xịt. Xịt rồi bây giờ phải chặn đầu luôn. Vãi lìn. Lúc nãy là quả bom bị xịt. Thế là anh Bình hy sinh. Đây, phát này mới là phát đúng cái này. Ném vào. Ấn E để nhảy lên. Đây, quả này đừng hòng xịt nữa con ạ. À. Đấy, chết chưa? Trả thù cho anh Bình. Bọn mất dậy. Anh Bình đã ngậm cười rồi. Ủa? Chiến dịch hòa bình kết thúc vào tháng 2 năm 1952. Quân đội nhân dân Việt Nam đã giành lại thế chủ động chiến lược và thâm nhập đẩy mạnh chiến tranh du kích vào sâu trong vòng cung phòng thủ của Pháp. Từ cuối năm 1952, quân đội nhân dân Việt Nam lần lượt mở các chiến dịch giải phóng Sơn La, Nghĩa Lộ, Yên Bái và một phần Thượng Lào. Tháng 7 năm 1953, chỉ huy mới của Pháp, tướng Henri Nava đến Đông Dương được sự hứa hẹn về việc Mỹ tăng viện trợ quân sự. Nava chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công mà báo chí Pháp và Mỹ gọi là kế hoạch Nava. Ngày 15 tháng 11 năm 1953, Đại đoàn 36 bắt đầu tiến quân giải phóng Lai Châu. Pháp lên kế hoạch cuộc hành quân Caster từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 11 đánh chiếm Điện Biên Phủ để thiết lập một điểm ngăn chặn bảo vệ cho Thượng Lào. Như vậy là chúng ta sẽ đến với một cái đến với Mường Thanh Điện Biên Phủ rồi đấy các bạn ơi. Quân địch sẽ thả dù. Chúng ta sẽ hành quân lên Mường Bồn. Cùng đợi Mường Bồn trận địch tháo chạy từ Lai Châu. Các đồng chí chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị trận Điện Biên Phủ rồi anh em ạ. Đây là trận mà bọn Pháp nó thả rất nhiều quân dù. Bọn nó nhảy dù xuống coi như là khu gọi là Điện Biên Phủ đấy. Điện báo, xin lệnh hoãn hành quân. An, bắn pháo hiệu cho C21, C225, C634. Còn đơn vị chuẩn bị xuất phát. Đấy. Rõ. Máy bay nó thả dù thả giết đâu không kìa. Lắm dù vãi cứt. Rồi. Ngày mai của anh em nào thi sử ngày mai không? Thi sử mà ví dụ ngày mai mà đúng cái hôm mà thi sử đề về chiến dịch Điện Biên Phủ với lại coi như cuộc chiến tranh chống Pháp cứu nước thì thôi. Anh em 10 trên 10 luôn. Hôm nay chúng ta chơi ok anh ấy đang đánh cờ này. Ôi dồi ôi, thắm tình coi như là bộ đội Cụ Hồ vàng dân tộc. Các anh đang ngồi đánh cờ. À đéo đâu. Đây đang bàn kế hoạch tác chiến ở trên đồi. Anh ấy đang thổi sáo. Rồi. Tiếng sáo hay thế. Thôi cứ, anh cứ thổi tiếp đi. Sao anh cứ thấy em ấy lại không thổi nữa. Thổi đi anh. Sáo to nhỉ. Có phải sáo không đây? Hôm nay K1 chúng ta chơi đến đây thôi anh em nhá. Nếu mà anh em ủng hộ thì tôi sẽ lại chơi tiếp con game này. Nghe nói là con game này nó có đến 12 nhiệm vụ cơ. Có đến 12 nhiệm vụ mà chúng ta mới chơi được có 3-4 cái nhiệm vụ thôi. Hôm khác chúng ta sẽ chơi tiếp nhá. Bây giờ anh em nghỉ vài phút trước khi bắt đầu K2. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Bye bye. See you again. À điếu cày à? Đúng rồi, điếu thật. Tại vì không thấy mồm anh thả ra khói thì ra là...
Kiếp, từ nãy giờ anh ngồi đây mới có 5 phút mà anh bắn phải tầm 10 bi thì anh chịu nào được, khỏe thế.